Tập 9. Ngày mai chúng ta cùng đi xem phim. Tôi đi mua vé đây. Không gặp không về. Bỏ cuộc đi. Tất cả mọi người sau cùng đều sẽ bỏ cô mà đi. Chỉ có tôi mới có thể mãi ở bên cạnh cô, bảo vệ cô mà thôi. Mọi người đều cho rằng sự cố đó là do anh gây ra. Anh muốn mua chuộc tôi, không phải đang chính miệng thừa nhận tất cả rồi sao? Cứ dùng siêu năng lực của anh để đối phó với tôi đi. Loại người như anh, đến thời gian hẹn mà cũng còn chậm được nữa. Tôi nghĩ chắc là cậu vẫn chưa biết thời gian của tôi đáng quý tới mức nào. Tôi nói cậu biết, loại người ra đường không mang não như cậu ta, tốt nhất nên bất tiếp xúc đi. Hôm nay chúng ta hãy giải quyết tất cả mâu thuẫn, tất cả những điều không vui bằng trận bóng rổ này đi. Được không? Sao đây? Cậu sợ rồi sao? Chỉ sợ có người sẽ nói tôi thắng, không mất sức thôi. Trường học hạng 3, đội trưởng rác rưởi. Không sao, chúng ta chỉ đấu giao hữu thôi mà. Không sao đâu, uống nước đi. Anh đừng giận mà. Mà cậu cũng thật tình, anh so đo với anh ấy làm gì chứ? Lỡ anh chọc giận anh ấy thì phải làm sao? Đúng không? Lỡ anh ấy không trả lương cho tôi nữa thì sao? Lại dán nữa đi. Được rồi, cố lên nhé. Tiếp tục đi. Chơi cho tốt đó. Được. Anh ăn gian sao? Này. Này, bình tĩnh. Bình tĩnh. Đợi đã. Đừng vội cãi nhau. Giống là tôi định thông qua trận bóng này để giải quyết vấn đề giữa hai người, để cậu phát tiết những điều khó chịu trong lòng ra, còn cả sự bất mãn trong lòng anh nữa. Nhìn dáng vẻ của hai người hiện giờ, nhìn có giống một thêm không chứ? Hai người nghĩ cho kỹ đi. Chúng ta đều sở hữu siêu năng lực, cùng nhau giải quyết vấn đề. Lẽ nào những gì chúng ta đã trải qua trong mắt hai người chẳng là gì sao? Cậu thử nghĩ đi, những gì chúng ta cùng trải qua, sau này nếu như kể lại cho con cháu, sẽ tươi đẹp và trân quý biết bao. Hồi ức đó nhất định sẽ rất đẹp. Quay lại chủ đề chính đi. Tại sao chúng ta lại trở thành một thêm nào? Vì chúng ta không thể một mình giải quyết vấn đề được. Cũng giống như chúng ta chơi game qua ải vậy, nhất định phải hợp tác với nhau. Kể từ khi chúng ta cùng có siêu năng lực đó, chúng ta đã không còn là một mình nữa. Chúng ta là anh em mà, là người nhà của nhau, là một gia đình. Hôm nay cậu nói năng cũng lợi hại quá đó chứ.
Nói rõ là nhiều. Không có đâu, chỉ là lời thật lòng. Vậy là cậu có tiến bộ đó. Tốt lắm. Vậy là giờ không sao nữa rồi. Tôi thì có gì đâu. Phải hỏi anh ta kìa. Hỏi tôi làm gì? Hỏi cậu ấy đi. Giờ chúng ta nói xem, phải xử lý vấn đề của ai trước đi. Hay là thế này, chúng ta hãy cùng làm một chuyện vui vẻ hơn đi. Cậu hiểu tôi nghĩ gì mà, phải không? Tuột quần cậu ta. Hai người làm gì vậy? Tuột quần, cởi ra, đừng đùa nữa. Xem kìa, đẹp trai ngời ngời, khí thế ngùng ngục. Xem cậu ăn mặc kìa, một ngày quan trọng như vậy mà ăn mặc rõ quê. Sao không nói sớm, tôi chuẩn bị cho cậu. Nói với anh sao? Anh không đến làm loạn mới là chuyện lạ, còn bảo tôi nói sớm nữa. Mặc kệ nấy đi, làm gì vậy? Tôi thấy đẹp mà. Đẹp sao? Bên trong chuẩn bị xong rồi, chúc cậu tỏ tình thành công. Bó hoa này là anh dành tặng cho em. Hôm đó anh đi mua hoa nên tới muộn. Anh xin lỗi. Giống là anh định ôm bó hoa tới, kế đó thì cho em một bất ngờ. Sau đó anh sẽ nói bộ phim sắp bắt đầu rồi, trực tiếp kéo em vào rạp. Tiện thể thì nắm tay của em. Có phải là rất quê mùa không? Nhìn kìa, anh biết ngay mà. Xem phim sao có thể không có bắp răng bơ được chứ? Không sai phải không? Em chỉ tới vì bọn họ thôi đấy. Được rồi, hai người đừng ở đó nữa. Đi thôi. Sắp tới đoạn hay rồi, xem thêm đi. Qua đây nào, nhanh lên. Chị Phi, chị tha thứ cho anh ấy đi mà. Còn phải xem đã. Xem hay không tùy em. Đừng xem nữa, đi thôi. Đi thôi, đừng xem nữa. Đi gì chứ? Thực ra hôm đó anh đã đặt sẵn nhà hàng Pháp tốt nhất mà Tử Triệt đã nói. Đợi xem phim xong, chúng ta sẽ cùng ăn một bữa tối lãng mạn nhất dưới ánh nến. Anh còn sợ sẽ khiến người khác chê cười, còn đặc biệt tới nhà hàng một chuyến nữa. Cũng đặt sẵn một bản tình ca với ban nhạc rồi. Kế đó, chúng ta sẽ cùng đi bộ về trường, ngang qua những nơi chúng ta thường đi. Tất cả anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh muốn chính thức tỏ tình với em. Cốc Linh thân yêu của anh, mặt trời cũng không sao bì kịp với nụ cười rạng rỡ của em. Mặt trăng cũng không giấu nổi sự đáng yêu đó.
Sao giờ anh thấy lại quê mùa thế? Nếu như hôm đó anh tỏ tình với em luôn, chắc em sẽ cười anh chết mất. Anh thực sự không ngờ sau cùng sẽ phải tỏ tình với em ở nơi thế này. Anh bắt đầu thích em từ bao giờ thế? Là lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Lẽ nào em không cảm nhận được gì thật à? Chỉ cần em cho anh một chút hồi âm thôi cũng được. Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Anh chẳng thà để em trực tiếp từ chối anh, cũng không muốn em im lặng giống như thế này. Em có biết không? Anh thích em. Anh không dám hy vọng quá nhiều. Chỉ mong em có thể cho anh một chút hồi âm là đủ. Được. Em thích đấu với anh phải không? Ngày nào em còn không tỉnh, vậy anh cũng sẽ mãi như thế này. Ngày nào anh cũng sẽ đến tỏ tình với em. Em phải nhớ lấy, anh là dạng tử dương đấy. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu. Ngày mai chúng ta gặp lại. Phim được thuyết minh bởi Vanco TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thế nào rồi? Đã chụp cả nghìn tấm luôn rồi. Nhưng đều xảy ra cùng một tình trạng. Như vậy tức là lúc anh sử dụng siêu năng lực đó, năng lượng xung quanh sẽ bị thay đổi. Từ trường. Vậy sẽ ảnh hưởng tới cả hiệu quả chụp ảnh à? Nhưng những bức ảnh này cũng không thể chứng minh cựu Hoành sẽ giở trò gì đó với số ảnh đó. Nhưng đám thủy quân đó đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Cư dân mạng cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của bức ảnh đó. Cách của em quả nhiên có tác dụng. Vậy còn đoạn ghi âm anh mua chuột cựu Hoành, anh định xử lý thế nào? Chỉ cần anh tìm được cách chứng minh anh ta đã sửa ảnh, tự khắc anh sẽ có cách lật đổ. Qua đây nào. Thank you.
Anh tới rồi. Là Bạch công chúa thấy chán, nói là muốn thử chụp ảnh cho Cốc Linh, xem liệu có làm cậu ấy tỉnh lại không thôi. Tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ muốn hỏi liệu như vậy có tác dụng không thôi. Nhất Hiệp đã thử nhiều cách như vậy, cũng không thể làm Cốc Linh tỉnh lại. Tất nhiên chúng ta phải thử thêm nhiều cách rồi. Nhìn xem, tấm này mặt của mình nhọn chưa này. Mặt lưỡi cài thì sao chứ? Bên cậu ánh sáng rõ là tốt, bên mình gần như không có luôn. Mặt cũng bị cậu chụp cho đen đi rồi. Cô sửa ảnh có vẻ chuyên nghiệp quá. Không ăn ảnh thì phải luyện tay nghề thôi. Còn lâu nhé. Cậu nhìn tấm này đi. Vì muốn chân nhỏ hơn mà kéo lệch cả tường rồi. Cậu... Sao tôi nhìn không ra vậy? Anh nhìn tấm này đi. Cậu ấy vì muốn trắng hơn đã tăng cường độ sáng. Chỉ là kỹ thuật sửa ảnh tệ quá, điểm sáng trong mắt cũng thay đổi luôn rồi. Em xem, ánh sáng trong tấm ảnh này là từ bên trái qua. Nhưng nhìn thật kỹ, ánh sáng trong mắt của Tử Triệt lại từ bên phải qua. Cảm ơn em. Em thực sự rất đẹp. Có phải là mình bỏ lỡ mất chuyện gì không vậy? Anh thấy cũng kỳ lạ thật. Sao ảnh được đăng lâu như vậy rồi cũng không có ai phát hiện chứ? Giải thích theo góc độ tâm lý học thì con người thông thường có khuynh hướng tin vào những gì mà bọn họ muốn tin. Khi tất cả mọi người đều tin cùng một chuyện nào đó, những người khác cũng sẽ không nghi ngờ. Anh không thể không thừa nhận kỹ thuật Photoshop của anh ta thật sự rất lợi hại. Phải phóng to tấm ảnh gần như hết cỡ, anh mới phát hiện ra được điểm sáng xíu xiu trong mắt đó. Ngày mai anh sẽ có thể dùng cái này lật đổ cự quanh rồi. Vẫn chưa đủ. Anh đã gửi ảnh cho Hàn Lâm, bảo cô ấy tìm kiếm vị trí ánh sáng rồi. Anh nói em nghe, cho dù đó có là sự thật đi nữa, chỉ cần trong sự thật đó có một chút giả dối, vậy thì sự thật cũng sẽ biến thành giả dối. Như vậy thì sẽ chẳng còn ai tin việc chúng ta có siêu năng lực nữa rồi. Anh đã không thể tiếp tục ở lại trong giới này nữa rồi. Chúng tôi ghét nhất sự giả dối. Anh có biết tại sao không? Bởi vì các anh quá dơ bẩn. Lẽ nào anh còn không hiểu nữa sao? Tôi chính là đang đợi anh phản bác lại tôi. Không phải tôi đã nói với anh sao? Tôi vẫn còn chiêu khác rồi. Long Tử Triệt chính miệng nói muốn mua chuộc tôi. Hơn nữa, anh ta còn gián tiếp thừa nhận mình có siêu năng lực. Đây là đoạn ghi âm của anh ta. Tôi sẽ không để anh ta được yên đâu. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng tôi nghe đi nghe lại nhiều lần mà. Đâu có vấn đề gì. Tôi vẫn còn bản sao. Rốt cuộc anh còn muốn lừa tôi tới khi nào? Cút đi. Tổng cộng có 5 người. Có 5 người có siêu năng lực. Anh ra giá đi. Muốn dùng tiền mua chuộc tôi sao? Đừng nhiều lời. Rốt cuộc anh là muốn bao nhiêu? Thật đáng tiếc. Giống là chúng ta có thể tung thêm một tin nữa, khiến bọn họ càng thêm rắc rối. Vậy sao ngài còn hack vào máy tính của cự quanh, phá hủy toàn bộ đoạn ghi âm chứ? Ta không đợi được nữa. Ta rất muốn biết sau khi cậu ta có siêu năng lực thì sẽ thế nào. Nhưng liệu anh ta có chấp nhận không? Khi một người không còn đường để đi, sao anh ta không thể không chấp nhận được chứ?
Đều tại anh. Nếu không phải tại anh bảo tôi tung ra đóng tin giả đó, tôi cũng không trở nên như ngày hôm nay rồi. Ngay cả khi tôi có cho anh tới 100 cơ hội, anh cũng sẽ đưa ra cùng một lựa chọn này thôi. Huống hồ gì tôi cũng đã giúp anh nổi tiếng một lần rồi. Giờ anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Anh nghĩ tôi sẽ còn tin tưởng anh sao chứ? Không phải anh đã chính mắt nhìn thấy trên thế giới này thật sự có siêu năng lực rồi sao? Anh phải tin vào mắt của mình chứ. Tôi có thể khiến anh sở hữu một siêu năng lực còn lợi hại hơn cả bọn người Long Tử Triệt nữa. Còn anh, anh cũng sẽ biến thành một con người khác. Chỉ cần anh muốn, không một ai có thể ngăn cản anh cả. Tất nhiên là anh phải đồng ý thì mới được. Đây là bệnh viện, đừng có làm bừa. Buổi livestream vừa rồi của anh cũng đỉnh thật đó. Tất nhiên rồi, giờ Cự Hoành chỉ như một con chuột giữa phố mà thôi. Tôi vui còn không kịp nữa là anh ta nhất định sẽ dùng bản ghi âm của anh để phản lại đấy. Hai người đừng có vui mừng quá sớm. Ít nhất hiện giờ chúng ta đã giành được thắng lợi bước đầu. Anh nói em nghe, chỉ cần 5 người chúng ta ở bên nhau, chẳng có chuyện gì là không giải quyết được hết, đúng không? Nếu như Cốc Linh có thể tỉnh lại thì tốt hơn nhiều rồi. Cậu phải có lòng tin vào Cốc Linh mới được. Thực ra cũng phải cảm ơn bọn người Tiêu Giao Sinh. Nếu không nhờ có họ, tôi cũng không kéo hai người họ về được. Trời ạ, ôi mẹ ơi. Cậu làm gì vậy? Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Ta không ngừng truyền âm đi, nhưng chẳng ai trả lời cả, làm bọn ta lo muốn chết. Có gì thì nói nhanh, tôi đang gấp hơn đây này. Giọng nói của cậu nghe cứ như đang ở dưới vực sâu vậy. Có phải xảy ra chuyện gì? Rơi xuống vực rồi à? Tôi đang có chuyện rất gấp. Giờ tôi đang trong nhà vệ sinh. À không, nói theo cách của cậu là ở nhà xí đó. Có gì thì nói nhanh lên. Nhà xí? Ra nhà xí thì có tác dụng như vậy nữa à? Thật khiến ta mở mang tầm mắt. Tình hình bọn người Nhất Hiệp Thiếu Hiệp sao rồi? Có gì thì nói nhanh lên. Tóm lại, Long Tử Triệt đang làm Tiểu Bạch Long bị hàm quan, có miệng khó cãi. Cốc Linh thì như quỷ hồn của thương nhân, hôn mê bất tỉnh. Nhất Hiệp thì chính là đang vì yêu mà tay hành, cố gắng cứu Cốc Linh. Còn chuyện gì nữa không? Quả nhiên là rất rắc rối. Giống là ta còn định thỉnh giáo cậu về chuyện Ma Dương Trại bị hủy. Bọn ta cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, nhưng khi lật lại các điển tích thì lại không tìm ra nguyên nhân nào. Cậu là heo à? Không phải trong game có Côn Luân Kính sao? Côn Luân Kính là thần khí của bàn tơ động, nó có thể thăm dò ký ức trong quá khứ mà. Cậu có thể tìm ra nguyên nhân mà Ma Dương Trại bị hủy hôm đó. Giảng Sinh quả là người trong cuộc mê muội, đa tạ Hàn Lâm huynh đã nhắc nhở. Côn Luân Kính này ta mượn từ bàn tự động về.
nên không thể vô duyên vô cớ tặng cho các huynh được. Đạp Dân Thốt của ta mất tích ở bên ngoài thôn Trường Thọ. Nếu các huynh có thể giúp ta tìm ra, ta sẽ tặng Côn Luân Kính. Đạp Dân Thú. Côn Luân Kính này ta mượn từ bàn Tơ Động về, vậy nên không thể vô duyên vô cớ tặng cho các huynh được. Đạp Dân Thốt của ta mất tích ở bên ngoài thôn Trường Thọ. Nếu các huynh có thể giúp ta tìm ra nó, ta sẽ tặng Côn Luân Kính cho các huynh. Trước đây nhìn huynh ấy như vậy cũng không có gì lạ. Giờ nhìn huynh ấy đi đi lại lại như vậy, nói đi nói lại cùng một câu, buồn cười quá đi mất. Giờ chúng ta đã không bị khống chế nữa rồi. Chỉ là một con yêu quái, sao làm khó chúng ta được chứ. Nhưng mà Đạp Dân Thú cũng vô cùng nguy hiểm, không thể lơ là cảnh giác được. Đây chính là Côn Luân Kính, có thể xem được tất cả ký ức trong quá khứ. Hàng Lâm, từ Côn Luân Kính bọn ta đã biết tại sao Man Dương lại phá hủy các môn phái rồi. Hắn ta muốn có được pháp lực của Ma Dương Trại. Ma Dương đã cướp hết toàn bộ kỹ năng môn phái của Ma Dương Trại đi rồi. Tại sao hắn ta làm như vậy chứ? Phải hỏi tại sao Lê Quyên lại làm như vậy mới đúng. Siêu năng lực của chúng ta cũng là từ trong trò chơi mà có. Lê Quyên đang muốn để những người khác trong thế giới thực này cũng có được siêu năng lực sao? Tôi ghét nhất là sự giả dối, bởi vì các anh quá dơ bẩn. Mau cút đi, mau cút đi, cút đi. Anh đã xem số ảnh này lâu như vậy rồi, rốt cuộc anh đã nghĩ ra phải dùng cách gì để đối phó họ chưa? Tôi vẫn chưa quyết định. Bọn họ đã hại tôi mất hết tất cả. Tôi nhất định phải một ngọn lửa thiêu rụi tất cả bọn họ. Không phải anh là vì thằng nhóc này là bạn của mình mà không nỡ ra tay đó chứ? Anh đang uy hiếp tôi sao? Người sở hữu siêu năng lực hiện giờ đang là tôi đấy. Sao tôi lại phải nghe lời anh chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Xuống đây. Bạn bè không phải bất luận thế nào cũng phải luôn ở phía sau ủng hộ ngài sao? Thế nhưng cậu ta lại không ngừng ngăn cản ngài, đã kích ngài, sớm đã bỏ mặc ngài rồi. Như vậy còn là bạn sao? Hay là ngay từ ngày đầu tiên cậu ta đã coi thường ngài rồi? Cậu ta làm bạn với ngài chỉ là đang thương hại ngài thôi.
Tôi đã biết phải đối phó với bọn họ thế nào rồi. Mau đưa bút còn lại cho mình đi. Làm gì vậy? Mình còn chưa vẽ xong mà. Hai người đang làm gì vậy? Nếu như Cốc Linh tỉnh lại, hai người... Đáng yêu quá. Tôi trang điểm cho Tiểu Linh Linh có đẹp không? Ít nhất cũng hơn vừa vàng vừa xấu chứ. Đẹp tới như vậy, anh cảm kích chúng tôi còn không kịp nữa là. Chuyện trang điểm đó cứ mặc kệ bọn họ đi. Tôi nói cậu nghe, khi con gái trang điểm, điều duy nhất mà con trai có thể làm đó là ngồi chờ đợi. Anh quả không hổ là người từng trải. Đợi tới quen rồi phải không? Không thể nói như vậy được đâu nhé. Vũ Phi nhà chúng tôi trời sinh là xinh đẹp rồi, đâu cần phải ngụy trang như hai người này chứ. Những lời này anh để nói với Vũ Phi đi. Đã mấy ngày tôi không thấy hai người đi chung rồi đấy. Chúng tôi làm lành rồi. Vậy sao? Chị ấy nói với tôi, chị ấy còn chưa hết giận đâu. Đây không phải là cô bạn thân Quốc Dân sao? Nhìn cô thôi là tôi thấy tức. Hệt như anh trai cô vậy. Đối xử tốt với tôi một chút đi. Cẩn thận tôi mất bạn gái anh bây giờ. Tôi còn đối với cô còn chưa đủ tốt sao? Sao cô không nghĩ xem anh trai cô đối xử với tôi thế nào? Tôi khách sáo lắm rồi đó. Nào nào nào, tôi nói cậu nghe. Nghe đây, là một người bạn trai, kẻ địch lớn nhất của cậu chính là đám bạn thân nhiều chuyện. Đợi đã, Nhất Hiệp, anh phải làm rõ một chuyện đi. Có cậu ấy mới nhiều chuyện, tôi mới là bạn thân của Cốc Linh. Cậu... Đợi đã nào, sao ai cũng nói tôi là bạn trai của cô ấy vậy chứ? Giờ tôi vẫn chưa phải mà. Anh không muốn sao? Tôi... Nhìn xem, anh giấu gì sau lưng kia? Cậu giấu gì thế? Lấy ra đây. Nhanh lên, đưa đây xem. Đưa đây. Ngại cái gì chứ? Ai mà không biết mỗi ngày anh đều tỏ tình với cậu ấy một lần. Ai nói? Ma Dương Trại có động tĩnh lạ. Pháp lực môn phái của Ma Dương Trại mới phát động bên ngoài tam giới. Lẽ nào siêu năng lực của Ma Dương Trại đã xuất hiện trong thế giới thực rồi? Hắc Phong lại xuất hiện, đã đang càn quét khắp nơi. Bọn ta đã chia nhau ra đuổi theo. Nhưng mà Hắc Phong rất có thể sẽ thừa cơ đánh lén, cướp đi kỹ năng của các đại môn phái khác. Nếu đúng như lời cậu ấy nói, nếu kỹ năng các môn phái khác đều bị cướp mất, xuất hiện trong thế giới thực, vậy thì thế giới sẽ đại loạn. Các cậu phải cẩn thận đấy. Quy luật của Tam Muội Chân Quả của Ma Dương Trại không thể xem thường được đâu. Nếu nó thực sự xuất hiện trong thế giới của các cậu, nhất định sẽ gây tổn hại rất lớn. Thế nào, để tôi cho các người nếm mùi lợi hại của Tam Muội Chân Quả.
Kẻ nào dám chọc giận tôi, tôi nhất định sẽ không để các người được yên. Giám đốc Ba, có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân vụ cháy được không? Tránh ra. Giám đốc Ba, tình hình bên trong thế nào rồi? Giám đốc Ba, các anh có ai bị thương không? Lão Ba, anh không sao chứ? Giám đốc Ba, trả lời chúng tôi đi. Cháy rồi. Chỗ bí mật dơ bẩn nhất của thành phố này đều cháy hết cả rồi. Các người tưởng mình sẽ được như ý sao? Các người tưởng những hành vi dơ bẩn của các người sẽ không bị vạch trần sao? Không. 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 Tôi không cam tâm. Hắc Phong đã cướp đi pháp lực môn phái của Phổ Đà Sơn rồi. Nói về Phổ Đà Sơn rồi. May mà mọi người tới kịp lúc, mới gặp dữ quá lành. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, lại ra vẻ ngầu nữa, suýt nữa thì xảy ra đại loạn rồi. Đều tại giảng sinh không đủ sức ngăn cản. Xin lỗi mọi người. Chỉ cần 5 người chúng ta hợp lực, tác biển Đông cũng cạn. Mọi người đều là huynh đệ tốt cả, hà tất phải xin lỗi chứ. Hình như chúng ta chơi với bọn người nhất hiệp nhiều, đến cách nói chuyện cũng giống hơn rồi. Tạm thời chúng ta đã tiêu diệt được toàn bộ Hắc Phong. Nếu Hắc Phong lại tấn công lần nữa, chúng ta khó lòng mà lo hết được các môn phái. Lê Quyên đã đi giao siêu năng lực đó cho Cửu Oanh. Giờ cậu ấy còn muốn cướp đi năng lực của các môn phái nữa. Cậu ấy thực sự muốn làm cho cả thế giới game và hiện thực loạn hết cả lên sao? Tôi không tin là 5 người chúng ta còn đấu không lại cậu ta. Vậy nếu có thêm nhiều Cửu Oanh xuất hiện thì sao? Chúng ta nhất định phải tìm ra cách không để Lê Quyên mang siêu năng lực vào thế giới thực.
Nếu che đậy hết các môn phái lại như một cái nắp ấm, vậy có phải Hắc Phong sẽ không vào được nữa không? Long cung đoạt bảo. Trong trò chơi có một nhiệm vụ là phải xuống Long cung để đoạt lấy kho báu thì phải. Đúng vậy. Trong số bảo vật có một món tên là Thiên Can Nguyên Khí. Nó có thể chống lại mọi sự tấn công. Giảng sinh xin được thỉnh giáo. Chỉ cần có thể mở được khiên bảo vệ, sẽ có thể ngăn cản Hắc Phong một lần nữa tấn công các môn phái. Long huynh, chuyến này không tới nhà huynh đoạt bảo vật là không được rồi. Trước đây không có ý thức cá nhân, thuận tay dắt cừu cũng chỉ có vậy. Bây giờ nhớ lại thật thấy hổ thẹn. Vì tam giới, vì thế giới của bọn người Du Phi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Du Phi, cô có biết dùng tam linh diệt ma chưa? Vẫn chưa được. Kỹ năng các môn phái khắc chế lẫn nhau. Tam tinh diệt ma của Phương Thống Sơn vừa hay lại là khắc tinh của tam muội chân quả. Nhưng phải làm sao mới sử dụng được nó đây? Khi cô thật sự gặp nguy hiểm, không thể không ra tay, năng lực tự khắc sẽ được phát huy thôi. Nhất Hiệp, cậu nhất định phải giúp ta chăm sóc Cốc Linh đấy. Đợi bọn ta về, ta nhất định sẽ tìm cách đánh thức cô ấy. Yên tâm đi, tôi nhất định chăm sóc Cốc Linh thật tốt. Đợi cô ấy tỉnh lại. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là phải tìm ra Cự Oanh, cái tên hèn nhát đó, để tôi xem anh ta trốn được tới khi nào.